Hoan hỷ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc, kênh thông tin hữu ích về phong thủy và đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, tử vi học có nói, bên cạnh con giáp thì ngày sinh tháng đẻ âm lịch cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến vận mệnh của người phụ nữ. Có những người tuy không được sinh ra trong gia đình sung túc đầy đủ nhưng được Thượng Đế tạo ra vào đúng thời khắc hoàng kim, ngập tràn may mắn thì cuộc sống sau này không phải lo lắng bất cứ điều gì. Bước sang năm Canh Tý 2020 này, có 6 tháng sinh âm lịch được coi là may mắn và hạnh phúc nhất. Đặc biệt là phụ nữ, sinh vào đúng một trong 6 tháng này thì cuộc sống sẽ bước sang trang mới, thăng hoa rực rỡ và ngày càng giàu có hơn. Sau 35 tuổi, những người này không thành rồng thì cũng thành phượng, cuộc đời mỹ mãn tốt đẹp. Các quý cô hãy cùng Phú Quý Tài Lộc tìm hiểu xem mình có thuộc các tháng sinh này không nhé. 1. Tháng 1 âm lịch. Người phụ nữ sinh vào tháng giêng âm lịch có tính cách nhẹ nhàng, thanh lịch, thực tế và sống có trách nhiệm. Bản mệnh của họ được thần may mắn phò trợ nên cuộc sống của họ không mấy khi gặp phải khó khăn, thử thách. Phụ nữ sinh tháng này dù có xinh đẹp hay không thì cũng luôn được rất nhiều người săn đón, yêu quý và giúp đỡ, bởi vẻ bề ngoài không phải là thứ có thể làm lu mờ đi tính cách của họ. Những người này thường gặp được nhiều nhân duyên tốt. Khi kết hôn, cuộc sống gia đình sẽ rất hạnh phúc, bình yên, chẳng bao giờ có chuyện vợ chồng to tiếng với nhau. Hơn nữa, phụ nữ sinh tháng này là người hút tài lộc, bất kể làm gì cũng tạo được thành tựu và tiền bạc, không phải là vấn đề khiến họ phải suy nghĩ. Đàn ông lấy được họ sẽ được hưởng lây may mắn, làm gì cũng thành công như ý. 2. Tháng 2 âm lịch. Trời sinh những người sinh vào tháng 2 âm lịch có tính tình dịu dàng, hiền lành và rất thông minh. Đây là giai đoạn mùa xuân. Những người này không những được trời ban cho sắc đẹp ưa nhìn mà còn tốt bụng, nhân hậu. Cuộc đời của họ từ bé đến lớn luôn gặp được nhiều may mắn. Chẳng may gặp phải khó khăn, trắc trở thì cũng chỉ là giai đoạn nhất thời. Những lúc này họ luôn có quý nhân xuất hiện đúng lúc để giúp đỡ. Tử vi học có nói những người sinh vào tháng này đến khi trưởng thành sẽ có cơ hội gặp được quý nhân. Nếu không giúp về tiền bạc cũng được giúp đỡ về tài chính. Đặc biệt sau 35 tuổi, những người này thường công thành danh toại, sự nghiệp thăng tiến, mà cuộc sống hôn nhân cũng viên mãn đủ đầy. Nhìn chung, hậu vận của những người sinh vào tháng 2 âm lịch sẽ khiến cho người khác vô cùng ngưỡng mộ vì được hưởng nhiều phước lành. 3. Tháng 3 âm lịch. Phụ nữ chào đời vào tháng 3 âm lịch là người có khí chất cao quý, hành xử thanh tao, nho nhã. Nhìn bề ngoài họ rất yểu điệu, tiểu thư, nhưng thật ra trong nội tâm lại là người mạnh mẽ, kiên trì, dám làm, dám chịu, nên có người gọi họ là đàn ông trong hình hài phụ nữ. Từ nhỏ, bản thân họ đã bộc lộ sự quyết đoán, khả năng làm chủ tình thế của mình. Tuyết phụ nữ này muốn gì là cố gắng làm bằng được điều đó. May mắn thay là họ có nhân duyên tốt nên luôn được hỗ trợ khi gặp khó khăn. Quý nhân của họ không ai khác chính là bạn bè thân thiết, đặc biệt là những người bạn khác giới, tình cảm trong sáng, không vị kỷ. Tuổi càng nhiều, càng trưởng thành hơn trong công việc và sự nghiệp, họ càng dễ tích lũy được tài chính vững chắc và dễ dàng trở thành nữ cường nhân. Điểm đáng quý ở chỗ, kiểu phụ nữ sinh tháng 3 quan niệm rằng lộc bất tận hướng nên thường xuyên chia sẻ lợi ích chung với người thân, bạn bè và những ai có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. 4. Tháng 9 âm lịch. Phụ nữ sanh vào tháng 9 âm lịch không những có nhan sắc tuyệt trần mà lại còn có khí chất tuyệt vời khiến ai cũng ngưỡng mộ. Bất kể xuất hiện trong hoàn cảnh nào, họ luôn trở thành trung tâm hoặc trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Phụ nữ sinh vào tháng này thường có tính cách lãng mạn, nhẹ nhàng, luôn dịu dàng với tất cả mọi người. Họ là đối tượng theo đuổi lý tưởng của cánh mày râu và một khi ai đó lỡ rơi vào lưới tình thì sẽ không thể dứt ra được. Tháng 9 âm lịch được coi là khoảng thời gian khá đẹp trong năm và người phụ nữ sinh vào thời khắc này cũng được các vị thần chiếu cố. Họ là những người mang số mệnh vượng phu nên sau khi kết hôn sẽ có khả năng giúp đỡ chồng gầy dựng sự nghiệp. Không những thế, nhờ có họ mà gia đình sung túc, an yên, con cái ngoan ngoãn, thành đạt. Hậu vận là những chuỗi ngày bình yên và hạnh phúc. 5. Tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch là thời điểm giao mùa giữa mùa thu và mùa đông. Chính vì vậy, hầu hết những người phụ nữ sinh vào thời điểm này đều mảnh mai và quyến rũ.
Những người này có một sức hút kỳ lạ, khiến những người nào mới gặp họ lần đầu tiên đã ngay lập tức cảm mến, đặc biệt là với người khác giới. Tuy có vận đào hoa mạnh mẽ, nhưng phụ nữ sinh vào tháng âm lịch này biết cách nhìn người và chọn người. Sau khi kết hôn, họ tập trung năng lượng vào gia đình và một lòng một dạ vun vén cho ngôi nhà nhỏ. Cuộc sống sau khi kết hôn của họ là vô cùng hạnh phúc và đầm ấm. Không chỉ thế, tiền tài của họ cũng phát triển vô cùng mạnh mẽ, thịnh vượng. Đàn ông lấy được những người phụ nữ này làm vợ thì không chỉ con đường thăng tiến trong sự nghiệp được rộng mở, mà làm ăn cũng phát tài, phát lộc. 6. Tháng 12 âm lịch. Sinh vào tháng 12 âm lịch, đa phần là những cô gái tự tin, nhiệt tình và rất chân thành. Vì sinh được họ nên chuyện làm ăn của cha mẹ cũng thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp ngày càng thành đạt hơn. Sau này khi lớn lên, vận may vẫn còn ảnh hưởng đến những người đời sau. Họ có khả năng giúp chồng phát triển việc làm ăn kinh doanh, hồng phúc không giới hạn. Họ luôn đối đãi với chồng thân mật, tình cảm và dịu dàng, nhưng cũng biết mềm nắn rắn buông đúng lúc, đúng chỗ, đúng thời điểm. Trong gia đình luôn có không khí vui vẻ, đầm ấm và vô cùng hạnh phúc, vì hai vợ chồng lúc nào cũng yêu thương, tình cảm. Bước vào giai đoạn trung vận, bất kể làm việc gì, những người này đều có khả năng kiếm được nhiều tiền. Bên cạnh đó, họ còn được tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn. Những người này vốn thông minh, tài giỏi, một khi gặp được cơ hội tốt thì họ sẽ tỏa sáng, không chỉ cho bản thân mình mà còn giúp gia đạo thịnh vượng, mỹ mãn, khiến ai cũng ngưỡng mộ. Năm 2020 đang đến rất gần rồi và còn nhiều ước mơ hoài bão mà bạn ấp ủ vẫn chưa thể thực hiện được. Trong cuộc sống, mỗi người lại có một vận mệnh khác nhau và mỗi giai đoạn lại trải qua những câu chuyện khác nhau. Các chuyên gia tử vi số mệnh cho rằng, ngoài con giáp và năm sinh, tháng sinh thì ngày sinh âm lịch cũng ảnh hưởng rất nhiều đến vận mệnh tương lai của mỗi người. Bước sang năm Canh Tý, những người sinh vào ngày âm lịch sau sẽ có một cuộc sống thập toàn thập mỹ. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì thành công sẽ nằm ở trong lòng bàn tay. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất, ngày mùng 5 âm lịch. Trời sinh những người sinh vào ngày mùng 5 âm lịch thường có tính cách cẩn thận, tỉ mỉ. Đa số họ thiên về những ngành nghệ thuật, có đôi lúc đa sầu, đa cảm. Nhưng nhìn chung cuộc sống của họ luôn gặp được những điều tốt đẹp. Tử vi học có nói, những người sinh vào ngày này tuy không được xuất thân trong gia đình đầy đủ, sung túc, nhưng họ luôn có quý nhân bên cạnh phù trợ, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Thuở bé, họ có thể gặp gian truân, nhưng mọi gian nan đều được đền đáp vào giai đoạn trung vận. Cuộc đời của những người sinh vào ngày này không thành đại gia thì cũng là phú hộ giàu có. Những năm tháng trung vận không lo thiếu tiền, bên cạnh đó, cuộc sống tinh thần lại còn viên mãn, ấm êm. Đặc biệt đối với những người thành gia lập thất thì cuộc sống gia đạo của họ sau giai đoạn trung vận lại càng thăng hoa hơn, đem lại may mắn cho mình chưa đủ mà còn giúp người nhà thành công. 2. Ngày 17 âm lịch. Trời sinh những người sinh vào ngày 17 âm lịch thường có tính cách điềm đạm, sống nghiêm túc và có mục đích rõ ràng trong cuộc đời. Tử vi học có nói, những người này nhìn xa trông rộng, luôn biết để xây dựng cuộc sống viên mãn, hạnh phúc. Bước vào giai đoạn trung vận, những người này sẽ bất ngờ đổi vận. Họ vốn dĩ được trời ban nhiều phước lành, được định sẵn sống trong giàu sang, phú quý. Nhưng trước khi tận hưởng những điều ấy, họ phải vượt qua thử thách của cuộc đời. Sau khi kết hôn, những người sinh vào ngày này không chỉ thành công trong sự nghiệp, mà còn mang mệnh vượng phu, vượng gia, giúp chồng xây dựng cơ ngơi, đem lại nhiều may mắn cho gia đình. Ngay cả khi họ bất ngờ gặp bất trắc thì cũng mau chóng tìm được cơ hội vực dậy. Nhìn chung cuộc sống hậu vận tốt đẹp và viên mãn. 3. Ngày 24 âm lịch. Trời sinh những người sinh vào ngày 24 âm lịch có tính cách mộc mạc, chất phác. Họ có thể không được sinh ra trong gia đình giàu có, sung túc, nhưng lại có khả năng thu hút tài vận và quý nhân. Cuộc sống phía trước dù khó khăn, gian nan thế nào cũng có thể vượt qua một cách ngoạn mục. Tử vi học có nói, những người sinh vào ngày này định sẵn sẽ tận hưởng cuộc đời ấm no, sung túc. Nhưng trước khi đến với con đường trải đầy hoa hồng, họ buộc phải nằm gai, nếm mật. Bước vào giai đoạn trung vận, những người này thường sẽ gặp được cơ hội đổi đời. Nếu như có thể nắm bắt tốt, thì ngày qua ngày sẽ càng thăng hoa, thịnh vượng hơn. Một người phụ nữ sinh vào ngày này
không chỉ có gia đình hạnh phúc, viên mãn mà còn có thể giàu có, sung túc. Càng lớn tuổi càng làm ra được nhiều của cải, có thể để lại cho con cháu sống được mấy đời. 4. Ngày mùng 9 âm lịch. Những người sinh vào ngày mùng 9 âm là người thận trọng, cẩn thận, nghiêm túc và có động lực trong cuộc sống. Đây là những người khá khó tính và cầu toàn, luôn không cảm thấy hài lòng với hiện tại, ngay cả khi cuộc sống những người này đang vô cùng thuận lợi và không có nhiều điều phải lo lắng. Họ vẫn muốn mọi thứ phải trở nên hoàn mỹ hơn nữa. Những người sinh vào ngày âm lịch này không bao giờ từ bỏ bất kỳ một cơ hội nào, cho dù là nhỏ nhất. Chính vì thế, trong cuộc đời họ thường đạt được rất nhiều thành tựu. Bước sang năm 2020, nhờ vận quý nhân phù trợ mà người này thêm phần tự tin, mọi lĩnh vực trong cuộc sống sẽ đạt được thành công lớn. Nhìn chung, đây sẽ là một năm thịnh vượng và như ý dành cho những người sinh vào ngày mùng 9 âm lịch. 5. Ngày 11 âm lịch. Những người sinh vào ngày 11 âm lịch có tính cách ổn định, bình tĩnh và luôn sáng suốt trong mọi trường hợp. Đây cũng là người có thái độ tích cực, lạc quan, vì thế cuộc sống luôn suôn sẻ, thuận lợi. Họ luôn tìm cách học hỏi và nắm bắt những cơ hội tốt đẹp trong đời mình, ngay cả khi họ có xuất phát điểm tương đối thấp. Tử vi dự báo rằng năm 2020 là một năm bội thu của những người này. Họ có thể dang rộng đôi cánh và bay cao, bay xa hơn. Một cuộc sống hạnh phúc, thành công và viên mãn đang chờ đón họ. Cụ thể, trong năm tới, họ sẽ nhận được sự chú ý từ cấp trên và nhờ vận quý nhân mà mọi sự đều như ý. Nhìn chung, điều kiện sống của những người này trong năm mới sẽ được cải thiện đáng kể và cũng có nhiều cơ hội để tăng thu nhập hơn. 5. Ngày 22 và 28 âm lịch. Trời sinh những người sinh vào ngày 22 và 28 âm lịch có cá tính mạnh mẽ, kiên định, luôn đặt tình thân lên hàng đầu và không ngừng cố gắng, nỗ lực để nâng cao cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Đa số những người sinh vào hai ngày này sẽ có nhiều biến cố vào giai đoạn tiền vận, nhưng sau tất cả, họ đều được đền đáp xứng đáng. Không những thế, còn gặt hái được thành công ngoài với mong đợi. Tử vi học có nói, bước vào giai đoạn trung vận, những người sinh vào hai ngày này sẽ công thành danh toại, không chỉ xây dựng sự nghiệp thành công mà còn có được hôn nhân mỹ mãn. Từ sau 35 tuổi trở đi, những người sinh vào hai ngày này sẽ gặp được nhiều may mắn. Không những có thần tài chiếu cố mà quý nhân luôn bên cạnh phù trợ. Càng làm việc càng giàu có, hậu vận thập toàn, thập mỹ khiến ai cũng ngưỡng mộ. 6. Ngày 16 và 19 âm lịch. Trời sinh những người sinh vào ngày 16 và 19 âm lịch có tính cách ôn hòa, hiền lành và sống dĩ hòa vi quý. Những người này sống tình cảm, biết thương người nên luôn có quý nhân bên cạnh phù trợ. Trong cuộc sống, họ là những người không chỉ cầu tiến, biết vươn lên số phận mà còn không ngừng thay đổi bản thân ngày càng tốt đẹp hơn. Tử vi học có nói, bước vào giai đoạn trung vận, phụ nữ sinh vào hai ngày này không những xây dựng được sự nghiệp vững chắc mà còn tận hưởng hôn nhân hạnh phúc, mỹ mãn. Mặc dù ai trong cuộc sống cũng gặp không ít khó khăn và những người này cũng vậy. Tuy nhiên, mọi thứ chỉ gian nan trong giai đoạn nhất thời. Với may mắn trời ban, trước sau gì họ cũng vượt qua sóng gió, ngày càng thăng hoa và tốt đẹp hơn. Nhìn chung, cuộc sống của họ sau 35 tuổi không thành phượng thì cũng thành rồng. Quý vị thân mến, mặc dù ngày tháng năm sinh là một yếu tố chi phối tới cuộc đời và vận mệnh của mỗi người, nhưng điều quan trọng nhất làm nên thành công lại chính là sự cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ, miệt mài theo đuổi ước mơ. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Đừng quên đăng ký kênh YouTube của Phú Quý Tài Lộc, nhấp vào biểu tượng chuông để nhận thông báo và đón xem chương trình mỗi ngày nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!